Hàng cổ trang đẹp trai nhất thập kỷ màn ảnh chung, Đặng Luân lọt top, Tiêu Chiến hạng 2. Đặng Luân, Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ, Dương Dương lọt top mỹ nam cổ trang đẹp nhất màn ảnh chung trong một thập kỷ qua. Cổ trang Hoa ngữ luôn là thể loại phim rất được khán giả ưa chuộng, cũng từng giúp không ít các diễn viên nâng tầm tên tuổi, trở thành ngôi sao sáng trong làng giải trí Hoa ngữ. Ví như Tiêu Chiến với Trần Tình Lệnh, La Văn Hy trong vai diễn viên Nguyễn Ngọc ở Hương Mật Tựa Khói Xương. Mới đây, CNET đã tổ chức một cuộc bình chọn những nam thần cổ trang đẹp nhất màn ảnh chung suốt một thập kỷ qua. Kết quả cuối cùng được công bố, trên thực tế đa phần đều nằm trong dự đoán của nhiều người, ngoại trừ top một gây ra một số tranh cãi. 5. Đặng Luân. Mặc dù Đặng Luân không sở hữu ngoại hình quá xuất chúng, nhưng đôi mắt một mí, đặc trưng của nam diễn viên đã từng thu phục trái tim của vô số thiếu nữ. Cho đến giờ, khán giả vẫn còn nhớ như in tạo hình húc phượng của anh ở Hương Mật Tựa Khói Xương. 4. La Văn Hy. Ngoài Đặng Luân, La Văn Hy cũng nhờ vai diễn dạ thần Nguyễn Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Xương mà đổi đời. Năm 2023, anh cho ra mắt bộ cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh và nhận về phản hồi cực tốt. Nhiều người còn mạnh mẽ khẳng định La Văn Hy sinh ra chính là để đóng cổ trang. 3. Vương Hạc Đệ. Trước khi phi thăng nhờ vai ma Tôn Đông Phương Thanh Thương, Thường Lan Quyết và được công nhận là mỹ nam cổ trang, Vương Hạc Đệ từng nhận về không ít gạch đá thời Ngộ Long. Đây cũng là bộ phim và vai diễn được coi đáng quên nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh từ trước đến giờ. 2. Tiêu Chiến. Nhắc tới những mỹ nam cổ trang đẹp nhất màn ảnh, chắc chắn không thể bỏ qua Tiêu Chiến. Ngoại hình và gương mặt của anh được nhận xét rất hợp với trang phục cổ trang. Thời kỳ đỉnh cao nhất của Tiêu Chiến phải kể đến Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh. 1. Dương Dương. Xuất hiện tranh luận trái chiều khi Dương Dương vượt mặt các mỹ nam cổ trang nổi bật trong làng phim Hoa ngữ để giành ngôi đầu bảng. Nhan sắc cực phẩm của Dương Dương là điều không cần bàn cãi, nhưng đó là ở ngoài đời, hoặc tạo hình hiện đại, chứ không phải tạo hình cổ trang. Trước đó là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và gần nhất là Thả Thí Thiên Hạ hay Phàm Nhân Tu Tiên, có kha khá ý kiến phàn nàn về phong cách của Dương Dương như trang phục, kiểu tóc, phụ kiện phối khiến nhan sắc của anh bị phong ấn. Tuy nhiên, trong đó vẫn có một số ít tạo hình nhận được lời khen ngợi của khán giả, ví như khoảnh khắc Dương Dương trong bộ y phục trắng dưới đây. Ngoài top 5 vừa kể trên, trong danh sách bình chọn mỹ nam đẹp trai nhất thập kỷ còn có sự xuất hiện của Trần Tinh Húc, Ngô Lỗi, Hứa Khải, Hoắc Kiến Hoa và Trần Hiểu lần lượt xếp từ hạng 6 đến hạng 10.